Hello, xin chào các đồng chí, anh chị các bạn thân mến của Lê Minh. Từ miền đất nước quê hương Việt Nam thân yêu, tôi nói với các bạn một điều: với kinh nghiệm bản thân và cái cuộc sống của tôi, không có nơi nào bằng quê hương đất nước Việt Nam. Dù các bạn có bỏ biết bao nhiêu tiền của các bạn đi ra nước ngoài, các bạn tìm cái sự mưu cầu hạnh phúc, nhưng nó không có bằng ở quê hương mình đâu. Với cái kinh nghiệm sống của tôi muốn chia sẻ những cái sự thật đến với quê hương đất nước, để những người khác họ không có bị những cái sự gọi là mỹ dân của những thành phần chống cộng cực đoan ô hợp ở hải ngoại. Tôi biết cái đám chống cộng cực đoan ô hợp hải ngoại tụi nó rất là cay cú, rất là khó chịu với những cái sự chia sẻ của tôi, cho nên tụi nó tìm đủ mọi cách để đặng mà nó hạ bệ tôi. Nhưng dưới cái ý chí và sự kiên cường và lòng yêu quê hương đất nước Việt Nam đối với tôi trước sau như một, tôi đấu tranh mấy chục năm nay bất dù lời. Bởi vì tôi yêu cái quê hương đất nước Việt Nam này, tôi đi ra hải ngoại tôi sống, tôi nhìn thấy được những cái mặt trái của cái chủ nghĩa tư bản nói chung và thằng Mỹ nói riêng. Cho nên tôi muốn lên mạng này để chia sẻ đến anh chị các bạn. Tôi có lên đây cũng không phải để mưu cầu tìm một cái sự gọi là lợi nhuận gì cả. Tôi không có lập kênh hay là làm cho mình được nổi danh thế này nọ, không, tôi không bao giờ anh chị các bạn. Tôi lúc nào cũng vậy, cũng luôn luôn kêu gọi anh chị các bạn phải thực sống thượng tôn pháp luật, phải tin tưởng vào những người lãnh đạo ở những cái cấp cao. Bởi vì bất cứ một cơ chế nào nó cũng có những cái nan đề của nó. Nhưng các bạn hãy nhớ một điều, Việt Nam ngày hôm nay các bạn đang có một cơ chế rất là tốt. Người ta đang lo đời sống của các bạn rất là tốt, chứ không phải giống như cái chủ nghĩa tư bản hay là Mỹ, nó chỉ xảo trá và mỹ dân thôi, bịp bợm thôi. Chính vì tôi chia sẻ những cái mặt trái của nước Mỹ và chủ nghĩa tư bản mà rất nhiều những thành phần tôi gọi là ngụy nô, và những cái đám chống cộng cực đoan ô hợp nó tìm đủ mọi cách để đặng mà nó xuyên tạc, để đặng mà nó tẩy chay tôi. Nhưng mà niềm tin của tôi đối với quê hương đất nước Việt Nam trước sau như một, tôi nói cho các bạn, tôi yêu quê hương đất nước Việt Nam này một cách rất là kỳ lạ. Bởi vì tôi hiểu được cái mà gọi là giá trị của cái quê hương đất nước Việt Nam. Cho nên tôi lên đây lúc nào cũng vậy, tôi tha thiết kêu gọi anh chị các bạn hãy sống hết sức là thực tế. Mình cần phải hiểu rõ về cái mô hình xã hội, chứ không phải cái gì cũng lên trên mạng này rồi ngồi đó than trách móc đòi hỏi cái này đòi hỏi cái nọ. Tôi nói anh chị các bạn một điều, hôm nay mặc dù tôi uống hơi sai một chút, nhưng mà tôi cũng có chút tâm sự. Tại vì đối với tôi, quê hương Việt Nam tôi yêu rất là thiết tha. Tôi nói anh chị các bạn một điều, tôi chỉ mong làm sao góp cái tiếng nói của tôi để chống lại những cái luận điệu xuyên tạc của những cái thành phần mà nó chống phá đất nước Việt Nam ngày đêm trên những cái cộng đồng mạng. Đối với tôi, cái bọn mà
ngụy nô chống cộng đô hợp, tụi nó làm những cái thành phần cặn bã của xã hội. 10 thằng chống cộng, 10 thằng ngụy nô, thằng nào cũng như thằng ấy, nó chẳng có ra hồn vía gì đâu. Tôi nói thật với những các bạn đó, các bạn không có sống ở Mỹ, các bạn không có sống ở cái chủ nghĩa tư bản, các bạn không có hiểu đâu. Cái đám chống cộng cực đoan ô hợp tụi nó rất là khốn nạn, tụi nó xuyên tạc Việt Nam bằng đủ mọi cách, mọi kiểu để rằng mà nó phá hoại Việt Nam. Cho nên tôi và anh chị các bạn là những người yêu nước chân chính, chúng ta lên không gian mạng này góp chung nhau một tiếng nói để đẩy lùi những cái thành phần chống cộng cực đoan ô hợp ra phía sau, góp một cái phần bảo vệ sự bình yên của đất nước. Các bạn thấy gần đây đó, có rất nhiều những cái bà con kiều bào họ muốn về với quê hương Việt Nam, nhưng mà họ không có hiểu những cái luật lệ pháp lý về những cái hình thức chống dịch ở Việt Nam. Bên cạnh đó, những cái đám mà chống cộng cực đoan ô hợp hải ngoại, tụi nó lợi dụng những cái bất cập của Việt Nam thay cái thương trường quốc tế để nó xuyên tạc. Các bạn thấy, nếu các bạn vào trong những cái đấu trường hay vào trong những cái diễn đàn mà những kẻ mà xuyên tạc chống phá đất nước, nó nói rằng ô Việt Nam gọi là tìm cách lợi dụng Covid để đặng mà lấy tiền của những người kiều bào. Các bạn không có đi ra nước ngoài, rồi các bạn không có đối diện với cái những cái chuyến bay như tôi đi đi về về thì tôi nhìn thấy được những cái sự thật. Các bạn không có hiểu được đâu. Các bạn biết tại sao vé mà nó mắc? Tại vì những cái chuyến bay mà Covid đó, trong cái mùa Covid này, người ta đâu có Việt Nam, họ chống, người ta chống 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 dịch đó, như là chống, còn hơn là chống giặc nữa. Các bạn biết cái bên cái bộ y tế đó, trước khi mà nhập cảnh vào Việt Nam phải điền đơn, phải thế này thế nọ, tại vì vấn đề an ninh an toàn cho những cái người dân trong nước. Các bạn thấy không, những người lãnh đạo người ta muốn cái sự an toàn cho những người dân trong nước, người ta không muốn đem những cái mầm mống bệnh dịch từ những quốc gia khác vào trong Việt Nam. Cho nên nó có những cái thủ tục hành chánh giấy tờ nó rất là phức tạp để làm sao những người chưa nhập cảnh vào Việt Nam họ tuân thủ đúng theo cái luật pháp Việt Nam. Các bạn thấy đó, cho nên tụi chống cộng cực đoan hải ngoại nó lợi dụng cái điều này, nó nói rằng Việt Nam là lấy tiền vé máy bay mắc thế này nọ. Các bạn đâu có hiểu đâu, một cái chiếc Việt Nam, hãng hàng không Việt Nam Airlines hay hãng Bamboo hay những chuyến bay người ta bay đó, người ta đâu có được quyền bay gọi là đầy hết khách đâu. Các bạn biết mỗi một hàng ghế như vậy, một cái hàng ghế đó 4 ghế thì chỉ ngồi được 2 người thôi, phải bỏ trống. Họ đâu có được chở hết đâu, cho nên tốn kém đủ mọi thứ hết. Các bạn thấy đó, cho nên vé nó mắc là chuyện bình thường thôi. Nếu mình muốn về Việt Nam thì mình phải tuân thủ cái vấn đề y tế ở Việt Nam, chứ không phải giống như cái tụi chống cộng cực đoan ở hải ngoại. Nó nói rằng nhà nước Việt Nam lợi dụng Covid để đang mà trục lợi trên cái vấn đề mà bà con kiều bào. Các bạn không có đi trong cái mùa Covid giống như tôi đi đây là lần thứ hai. Trời ơi, sự tốn kém dữ lắm anh chị các bạn ơi. Nào là thuốc men, nào là ngay cả những người mà tiếp đãi viên, những người mà trên chuyến máy bay đó, họ cũng phải tuân thủ pháp luật theo Bộ Y tế Việt Nam để đảm bảo vấn đề mà không có bị dịch dịch Covid cho Việt Nam, ảnh hưởng tới đời sống xã hội Việt Nam.
cho nên tốn kém khủng khiếp. Đó là lý do tại sao các bạn thấy vé máy bay trong cái mùa Covid nó đắt giá. Cho nên có nhiều người các bạn thấy họ hiểu sai lầm. Và cái tụi chống cộng ở hải ngoại tôi thấy trong thời gian gần đây nó nói ô nó phải nó đi qua Campuchia hay là qua Thổ Nhĩ Kỳ hay nó đi qua những cái đường bay Trung Đông để nó nhập cảnh vào Việt Nam. Tôi nói chị các bạn đừng có nghe lời những cái đám chống cộng cực đoan ô hợp hải ngoại. Tụi nó là cái lũ khốn nạn, cái lũ mất dạy ô hợp. Tại sao? Những người như tôi đi đi về về mấy đây là lần thứ hai rồi. Tôi hiểu được Việt Nam mình chống dịch như là chống giặc. Tại vì những cái pháp luật của Việt Nam các bạn biết Bộ Y tế các bạn muốn mà lên được chiếc máy bay mà để bay vào Việt Nam đó các bạn phải điền những hồ sơ thủ tục giấy tờ để rằng mà cơ quan Việt Nam bên Bộ Y tế Việt Nam người ta nắm rõ được cái người này nhập cảnh vào Việt Nam là những người không có bị mắc Covid, những người không có bị bệnh hay là những cái nan đề nào ảnh hưởng đến Covid. Tại vì các bạn nghĩ đi, một người ở nước ngoài mà nhập cảnh vào Việt Nam mà họ không khai báo y tế rõ ràng thì khi vào Việt Nam thì nó sẽ ảnh hưởng tới hàng trăm triệu người dân Việt Nam của mình, các bạn thấy không? Hàng triệu người Việt Nam của mình. Cho nên vé máy bay nó đắt đỏ là chuyện bình thường thôi. Nhưng nếu mình chấp nhận mình về quê hương, mình phải đi chính ngạch. Các bạn không nên đi tiểu ngạch. Có nghĩa là các bạn chọn cái con đường theo những cái sự tuyên truyền của những cái bọn chống phá đất nước. Các bạn đi qua Lào, qua Campuchia nè. Tôi nói cho các bạn, cái đó là một sự sai lầm. Không nên đi như vậy. Nếu mình yêu đất nước Việt Nam mình đủ thì mình cứ chấp hành đúng theo luật pháp Việt Nam. Các bạn xin hộ chiếu Việt Nam và các bạn xin về Việt Nam đăng ký và những cái nơi mà người ta bán vé, người ta sẽ lo hết tất cả những thủ tục pháp lý hành chánh để mình hiểu được khi mình nhập cảnh vào Việt Nam. Và không nên tự nhiên bay qua Campuchia, bay qua Lào hay bay qua Thổ Nhĩ Kỳ hay bay qua Anh để đặng mà vào Việt Nam. Đó là cái sự sai lầm. Tôi nói chuyện đó là sự sai lầm. Tại vì cái Bộ Y tế Việt Nam mình người ta rất là cẩn thận. Bạn đi đâu vậy? Bạn phải có giấy phép, bạn mới vô Việt Nam. Cái chuyến bay mà của những cái người mà bà con kiều bào họ về nước cũng vậy. Họ phải được cơ quan Bộ Y tế Chính phủ chấp thuận cho cái chuyến bay đó được bay vào Việt Nam và cách ly và được theo dõi như thế nào về y tế, họ chích ngừa ra sao. Chứ tự nhiên mình bay qua bên Campuchia mình ngồi chốc ngốc đó để đang mình chờ mình bay vào Việt Nam thì tôi nói các bạn, đó là sự phí phạm, đó là sự sai lầm bởi vì mình không tin tưởng vào một cơ chế, mình không tin tưởng vào cái cơ chế đó. Người ta đưa ra những cái luật lệ mà mình không chịu làm mà mình đi đường tắt. Tại vì mình nghi ngờ. Các bạn thấy không? Khi mình yêu đất nước Việt Nam này thì mình phải là một người công dân của Việt Nam. Tại vì nghị quyết 36 của nhà nước Việt Nam mở cửa cho mình và sau đó sau cái nghị quyết 36 đó cũng có theo những một cái chương trình gọi là đăng ký công dân và gần đây rất là nhiều những cái cơ quan ngoại giao Việt Nam tạo điều kiện cho những cái người mà bà con kiều bào hay những người xa tổ quốc để về với quê hương nhưng mình cần phải đi đúng theo cái thủ tục giấy tờ pháp lý. Còn nếu các bạn đi theo cửa cửa sau chạy qua bên bên Campuchia chạy qua Lào Thổ Nhĩ Kỳ hay Anh hay Đức để tìm cách vào Việt Nam, tôi nói chị bạn, đó là cái điều mình không có tin tưởng vào cái cơ chế, tại mình không tin tưởng, cho nên mình tìm cách mình đi cửa 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 sau để đặng mình lách luật. Tôi nói các bạn đừng đừng bao giờ làm như vậy. Và mình gặp khó khăn, khi mà mình gặp khó khăn thì mình quay qua mình chửi chế độ. Tôi cũng yêu nước, tôi cũng phục vụ cho đất nước. Mà tại sao không cho tôi vào Việt Nam? Nó
Tại vì ở Việt Nam người ta chống dịch như còn hơn là chống giặc nữa. Các bạn biết người dân Việt Nam như hôm nay tôi gặp, tôi đến nhà ông anh chơi những mấy đứa cháu tôi ra vài vế gọi là chú gọi là ông, nó nói chuyện đâu có đó. Người dân Việt Nam cũng vậy, người ta đâu có đó, người ta chống, người ta rất là ý thức về vấn đề chống dịch, chứ không phải như nước Mỹ. Ở nước ngoài nhập gia thì phải tùy tục, cho nên tôi khuyên quý bà chị các bạn và những người sống ở ngoài đừng bao giờ nghe theo những thành phần xuyên tạc chống phá đất nước. Mình yêu đất nước Việt Nam này, nếu mình tin tưởng vào một cái cơ chế, mình tin tưởng vào những người lãnh đạo thì mình cứ làm đúng theo thủ tục thôi, chứ đừng có kiểu mà đi qua cửa sau rồi về Campuchia hay là về Lào hay là qua Anh, qua Đức, qua Thổ Nhĩ Kỳ hay là qua Úc để làm tìm cách bay về Việt Nam. Tôi nói đừng bao giờ làm như vậy, nó sẽ phí thời gian, nó làm cho mình càng rắc rối, thêm rắc rối. Tôi nói chị các bạn, cơ quan pháp luật Việt Nam khi mà người ta đã chống dịch Covid đó, người ta chống rất là triệt để. Trong chuyến bay tôi đi về, tôi nhìn thấy những người mà gọi là chiêu đãi viên nè, phi công nè, những người mà lái trong chuyến bay đó, họ vẫn phải xếp hàng nha, họ vẫn phải khai báo y tế nha, chứ không phải họ lách luật, họ lợi dụng, họ là nhân viên của hãng hàng không Việt Nam Airlines mà họ có thể lách luật, họ đi vào trong cái qua khỏi được cửa khẩu nhập cảnh đâu. Tôi nói như vậy, họ vẫn xếp hàng khai báo cái y tế, làm đúng theo thủ tục họ mới bước qua, còn không mà đừng có hòng mà những người mà người ta làm đúng theo pháp luật Việt Nam chống Covid đó mà bước qua, không có chuyện mà anh cậy quyền cậy thế quen biết ai cả. Tôi đứng tôi thấy tôi nhìn tôi biết mà. Cho nên tại sao tôi chia sẻ những điều này để những người bà con kiều bào hải ngoại, những người yêu nước, nếu các bạn yêu đất nước Việt Nam này, các bạn hãy làm chấp hành đúng theo pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nghị quyết 36 rất là tuyệt vời, mình cứ đáp ứng theo, chẳng ai gây khó khăn cho mình cả. Việt Nam ngày hôm nay rất là cởi mở, đất nước luôn hòa đồng với mọi người để làm sao tạo cơ hội cho người dân có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Những bà con kiều bào họ có tấm lòng với quê hương, họ sẽ có cái nhìn khách quan hơn chứ không có đến nỗi tiêu cực. Cho nên đừng có tìm cách lòn lách đi cửa sau. Tôi nói chứ rồi, rồi mình càng gặp khó khăn chồng chất cho và chồng chất. Về Việt Nam, muốn về Việt Nam phải qua Campuchia rồi ngồi đó chờ, phải nhờ người này nhờ người kia giúp đỡ, phải chờ những cái giấy tờ thơ từ giới thiệu để đặng mới được nhập cảnh vào Việt Nam. Tôi nói thì các bạn quên đi, Bộ Y tế Việt Nam họ làm việc rất là độc lập, đừng có hòng mà anh là cái chức quyền hay làm cái gì đó là anh cậy những cái điều đó mà anh có thể qua mặt được Bộ Y tế Việt Nam khi anh nhập cảnh đâu. Không không dễ đâu. Tôi đứng tôi nhìn tôi thấy những người mà người ta làm bên từ phi công tiêu đại viên, họ điền từ tờ giấy, họ làm đúng theo pháp luật để đặng mà họ nhập cảnh trở lại Việt Nam khi chuyến máy bay Việt Nam Airlines cất cánh. Các bạn thấy, đừng bao giờ nghe mấy cái đám chống cộng ở ngoài, tụi nó tạo ra những cái mâu thuẫn, những cái khó khăn để cho bà con kiều bào nản lòng hay những người yêu nước chân chính nản lòng. À, tại sao Việt Nam, tôi yêu nước mà tại sao không cho tôi vô Việt Nam? Đâu phải các bạn nói là tôi yêu nước Việt Nam là tôi muốn muốn làm theo cái quan điểm, cái ý tưởng
của các bạn là được sao? Nó 90 hơn 9 gần 100 triệu dân Việt Nam, họ người nhà nước Việt Nam họ vẫn dành những cái ưu tiên và quyền lợi cho những cái người dân trong nước trước hết chứ. Lỡ mà COVID mà nó bị lây nhiễm do những cái người mà họ vô ý thức ở hải ngoại khi họ nhập cảnh vào Việt Nam, rồi nó xảy ra làm tê liệt cái nền kinh tế Việt Nam, nó đâu phải giống như cái đất nước Mỹ, một cái hợp chủng quốc Hoa Kỳ gì đâu, nó đâu phải như vậy. Có nhiều người họ hiểu sai, tại vì họ không có cái niềm tin, họ không có niềm tin nơi nơi cái cơ chế, nơi cái những người lãnh đạo, họ nghi ngờ, cho nên họ tìm cách họ lèo lái, họ lách luật, họ phải chờ bên này chờ bên kia. Như sao rớt này sao đây, mình cố hơi mệt anh chị em các bạn thông cảm, hôm nay mình nhậu quá chừng luôn. Mấy ngày hôm nay đầu đầu tiên mình mới nhậu á, thì về tay gặp ông anh ông ngủ nhậu mấy đứa cháu rồi con nó ở quê ở nó đi xa nó về, chú vô chơi hay mình cũng cố gắng mình giao tiếp với mấy thế hệ trẻ. Tôi nói anh chị các bạn, thế hệ trẻ trong nước bây giờ tụi nó rất là giỏi, không phải giống như những cái thành phần chia chống phá đất nước đâu. Thành ra Lợi Minh muốn chia sẻ những cái gì mà Lợi Minh thấy với anh chị em các bạn. Còn ngoài ra gì Lợi Minh không có con cái này để trục lợi hay là kênh view gì cả, mình chỉ bình thường thôi chị con, mình chỉ bình thường thôi, mình yêu đất nước Việt Nam này chị con, mình về quê hương mình thấy mình rất là cảm động. Phải nói là cái cuộc sống của người dân Việt Nam của mình, người ta khi mà chống Covid cũng vậy, họ đồng lòng với nhau, chung tay với nhau, họ ý thức làm sao cho cái xã hội nó tốt hơn, chứ không phải giống như nước Mỹ mà các bạn nghĩ đâu. Tôi nói như các bạn, những gì tôi chia sẻ là dựa trên những cái sự thật và những cái bằng chứng, chứ tôi không có kiểu như chém gió. Còn mấy cái đám ngụy nô chó má nó tối nó đi nó tìm cách nó xuyên tạc, nó chống phá, nó tạo ra những cái sự mâu thuẫn. Thôi thì mình lên tới đây không biết có ai gọi mình mà điện thoại nó kêu. Mình xin chào anh chị các bạn nha. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Mình cũng hơi xỉn nhưng mà mình cố gắng mình tâm sự. Mỗi lần mình xỉn xỉn lên anh chị các bạn, tự là tâm hồn của mình thương nhớ về quê hương lắm. Các bạn biết, tại các bạn không có sống xa gia đình, xa nhà, xa quê hương. Có những lúc mình nhớ quê hương mình ngồi mình khóc các bạn. Thiệt á. Có những lúc mình rơi nước mắt. Các bạn không có những cái tâm trạng như vậy đâu, cho nên các bạn không có hiểu được. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.